Nếu như trước đây, hoa sữa chỉ gắn với hai địa chỉ quen thuộc là phố Quang Trung, đường Nguyễn Du trong bài hát Nhớ về Hà Nội của nhạc sĩ Hoàng Hiệp, thì giờ đây nhiều phố phường ở thủ đô đều trồng loại cây này. Với nhiều người, hoa sữa thật đẹp, thật thơm, nhưng với không ít người, sự đậm đà và nồng nàn của nó cũng gây ra không ít khó chịu. Mình thì cảm thấy là nếu như bình thường mà mình đi qua đây ấy thì là cái mùi hoa sữa này thì thực ra là nó cũng không gây ảnh hưởng nhiều, nhưng mà tất nhiên là nếu mà hít một cái khoảng thời trong khoảng thời gian dài ấy thì đương nhiên là nó sẽ có cái khó chịu, mình nghĩ là như vậy. Tôi cảm thấy cái mùi hoa sữa này nó rất là khó chịu, làm kiểu người khác hoặc tôi rất là thấy đau đầu, kiểu thưa thưa một hai cây thì nó sẽ thơm, còn đây kiểu nó nhiều quá khó chịu lắm ạ, đau đầu ạ. Đối với những người khác thì tôi không biết như nào, nhưng mà đối với tôi thì làm bảo vệ ở đây thì ngồi ở đây thì mùi hoa sữa này nó rất là lồng lặc, rất là khó chịu. Cứ cách 500m lại có một cây hoa sữa, một dãy phố Trung Hòa mà có tới hơn 400 cây. Mùi hoa sữa còn trở nên đậm đặc hơn khi đêm về. Nhiều người dân nơi đây đã phải đóng cửa sổ để ngăn mùi hương. Nhiều sinh viên đang theo học tại trường Đại học Lao động Xã hội ngay sát đường Trần Duy Hưng cũng cảm thấy ngột ngạt khi tiết học nào cũng phải ngửi mùi hoa sữa. Em học ở trường Đại học Lao động Xã hội, ở đường cái trường mà ở ngoài mặt đường Trần Duy Hưng, mà trường đường Trần Duy Hưng thì là có rất là nhiều hoa sữa. Lúc đi học ngửi lúc đầu thì đầu mùa thì cảm thấy là ngửi thoang quả, thì cảm thấy là mùi rất là thơm, nhưng mà ngửi nhiều, đi học thường xuyên ngửi nhiều cảm thấy đau đầu mà mùi không thích lắm. Theo như cương vị của tôi thì nếu mà trồng nó thưa ra một tí thì cũng đẹp hơn, thỉnh thoảng nó thông thoáng thôi thì đấy, nhưng mà nhiều quá là ngửi là nó cũng sốc ấy. Không chỉ có tuyến phố Trần Duy Hưng hay Trung Hòa, hiện nay rất nhiều những con đường khác trong nội đô, người dân cũng đang lao đao vì mùi hoa sữa quá nồng nặc, ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như đời sống sinh hoạt của người dân. Tuy nhiên, không thể phủ nhận với người Hà Nội, hương sắc hoa sữa gắn liền với nhiều kỷ niệm và đã trở thành một nét đặc trưng khó quên của thành phố này.